khả năng cả. Ừ. Nhưng mà cháu gái của mình nó lớn, càng ngày nó càng lớn. Mà vậy thì mình thấy thương cháu của mình quá. Kỹ lưỡng, xem nó kỹ lưỡng một chút. Mình đi, phải dòm trước, dòm xa rồi mình không đi. Có mọi người dành cái gia đình tôi thật là sâu sắc. Tôi không biết nói gì nữa. Rồi. Đủ. Đủ là bao nhiêu? 60 tờ. Xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm qua thì các anh thợ cùng với lại Bùi Hồ cũng như là các anh em đang trên đường di chuyển xuống đây. Lý do là thời tiết cũng khá xấu nên các anh thợ cũng chạy khá là chậm. Và đến vào một buổi chiều muộn, thành thử là trời mưa nữa nên Bùi Hồ không có chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về tình hình hôm qua để bà cụ cũng cúng nhà để mà động thổ cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay là một ngày khá là đẹp trời và các anh thợ cũng đang tiến hành làm một cái công việc của mình, đó là đào đất bo nền nữa. Và theo như dự toán ban đầu thì sẽ làm cái nhà vệ sinh ở đằng sau, nhưng mà bây giờ thì sẽ đổi lại làm một cái nhà vệ sinh nó nằm ở bên hông. Thứ nhất là nó không có nằm cặp cái mé sông lắm, mé kinh lắm, nên thành nữ nó cũng cái nền nó cũng chắc chắn hơn. Và cái nhà này đó cô bác anh chị, bề ngang là 4,5 m và bề dài là 9 m, chưa kể phần diện tích của nhà vệ sinh thì sẽ cuốn nền lên và dán gạch, rồi sau đó là dừng ton đó. Thì bây giờ các anh thợ cũng đang hì hục làm nè. Sáng nay thì các anh cũng đã làm quen với lại cái mảnh đất Trà Vinh và đặc biệt là ngay tại Càng Long này. Anh Hợp ơi, bây giờ qua đây luôn ha. Đổi nón lá cho bớt đen lại. Chứ nó đen quá trời. Hồi sáng đi ăn sáng ra nhận được một cái nghe giọng thì quen, mà nói ở trong trắng lắm sao mà ở ngoài đen. Bây giờ đổi nón lá cho ngoài đen, ngoài trong trắng ngoài trắng. Này là hôm qua là anh Hùng với lại anh lớn cũng đã dỡ xong cái phần nhà nó sập hết anh Hợp. À, đúng. Dạ. Vậy hôm qua nay anh làm cái gì? Anh Hùng Vinh, anh lớn làm qua anh làm cái gì? Qua đi mà Vĩnh Long rước bạn cho nó. Dạ. Anh Hợp có thể nói về cái diện tích của ngôi nhà này nè, rồi và cái cách để mình xây như thế nào như anh em mình đã hợp đồng để cho cô bác quý chị biết luôn anh Hợp. Cái này cuốn nền lên hai tấc, vô cát lót gạch. Về bên đây nè. Cuốn nền lên hai tấc. Ngang 4,5 m, dài 9 m. Yeah. Đu thêm cái bên hông cái nhà cầu mà 1,8 m dài qua 4 m, sàn nước cũng làm chung luôn. Nhà cầu nhà cầu thì xây thẳng tới đỉnh. Còn mà dách cột thì tiền chế cách. Làm bằng ở trên là cửa nhôm, ở ngoài mặt trước là cửa nhôm. Phòng của nhà tắm thì có nhôm, mặt trước thì mà xài hàng kẽm hàng kẽm. Còn cửa phòng cũng có nhôm. Công trình của anh Hợp là 50 triệu đúng không? Và công trình sắt của anh Vũ là cũng 50 triệu luôn. Và ở đây thì cái tiền ăn uống đồ anh Hợp cũng tự túc hết đúng không anh Hợp? Tự túc. Dạ, và ăn uống ở đồ anh Hợp cũng tự túc và nhận cái công trình này là 50 triệu, gồm có cuốn nền lên 2 tấc ha. Rồi sau đó là sẽ dán gạch. Rồi xây nhà vệ sinh, bồn cầu, sàn nước, rồi điện. Chưa có lao phong, tại vì hiện nay cũng chưa nhận đủ kinh phí để mà đến đâu làm đến đó cô bác anh chị. Và cũng nhờ sự chung tay góp sức của cô bác anh chị thì cũng tiến hành luôn xây cắt một cái ngôi nhà tiền chế như thế này. Thì anh Hợp cái phần nhà vệ sinh là gạch anh dán lên 1,5 m, ở trên là B. Và hiện nay là cũng chưa đóng lao phong. Cái ở đây thì nó không biết là nó có nắng lắm không anh Hợp? Ở đây không có cây, có cái này nó không có đổi, tại cây bao quanh gì chắc không có nắng. Dạ, nhà mình là cao lên bao nhiêu anh biết không? Cao mà ở trước tới 3,9 m. Dạ. 3,9 m, ở sau chắc 3 m. Ở đây thì Bùi Hồ với anh Hợp với là anh Vũ cũng hợp đồng nhận theo cái kiểu là làm hết trọn gói để nó không phát sinh. Và hiện nay thì còn cái phần đó là lao phong thì chưa có đủ tiền, và thậm chí là hiện nay thì cũng có sự chung tay góp sức của cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân đó. Nên là nữ cũng tiến hành làm luôn. Làm ở đây đất cũng cứng anh Hợp hơn. Cái mấy chút đó hổ che cũng 1,6 m, 1,7 m đó. Làm cái mỏ kết ngoài. Rồi chạy ra tới
tính 11 mét chứ thêm cái đó nữa là 12 mét 7 đó. Từ ngày đó giờ có thường đi xa không? Có đi, mới đi mà Cà Mau gì. Từ ngày là quen em là đi xa luôn đúng không? Đi Cà Mau rồi đi Hậu Giang rồi bây giờ là chuyển sang ở Trà Vinh luôn. Thấy đi xa nó vất vả không? Không vất vả mà nó vui. Anh Hợp này với lại anh Một Đồng á, hay gọi là Hợp Đồng tưởng chuột. Đi lần nào hai người cũng bị mất mưa trên. Đi xuống Cà Mau thì tầm tã, đi xuống đây thì phải nói là trên đậu mưa, trên dội học mưa mà dưới nước dâng lên. Là chạy lần nào cũng cúm, hôm qua hai ông đồ xin thuốc uống luôn. Anh Đồng sao? Hợp Đồng lần nào thì đi là ngay chăng trúng ngay mạng thủy hay sao á, đi mắc mưa. Chuyến nào cũng mưa suốt luôn. Hôm qua dậy sốt luôn. Bữa nay là mình có xây gì không? Ở chiều chắc có đồ chắc xây. Dạ. Đào với hầm cầu. Chiều nay xây ở đâu? Bo nền trước nền, trời cũng nền trước rồi xong mới xây đổ cái dĩ ở dưới hàng cầu mới xây. À vậy là trước mắt mình đào dần móng trước. Ở chung chưa có đồ, chưa có vật tư nè, mới làm cái này trước. Dạ. Vật tư ở đây chưa cũng khó khăn là hợp hả? Ừ. Chiều hối chiều đó. Bây giờ mời cô bác quý chị qua đây gặp hai anh này nha. Đội nón luôn nè, mai mốt là đội nón lá mà cô bác quý anh chị mà để lại cái bình luận mà nói đội nón lá đẹp trai mà càng ngày càng trắng là đội nón lá này luôn á, mua cái nón lá đội luôn. Chịu không anh Đồng, anh thấy đội nón lá gì không? Đội nón lá đẹp á, nhưng mà nói chung ra cũng phải đẹp gì nhưng mà nó mát. Đúng rồi, nón lá là một cái chiếc nón đặc trưng của Việt Nam mà. Chiếc nón bài thơ. Em chào anh lớn nha, em chào anh. Chào anh Hùng. Chào anh lớn. Đâu mà không anh? Chúng mệt thì cũng có mệt, nhưng mà mệt thì nghỉ giải lao chút rồi đào tiếp cũng đâu có gì đâu. Dạ yeah. Rồi đi nay vợ hôm qua giờ có giờ điện chưa? Cũng chung hoài. Chung điện thì không có điện rồi, bởi vì mình đi mình nó đi mặn mà. Dạ yeah. Rồi cháu ngoại nói là sao? Thì cháu ngoại điện kêu đại ca về với con. Làm ở đây thấy nó khỏe hơn ở nhà chị Dứa không? Cái khỏe hơn, khô gáo. Khô gáo của đầu khỏe. Còn có chị Dứa ở dưới thì chầm thủy, nước chầm thủy. Đào thì quá trời bọc. Ở đây đào thì nói chung ở dưới 10, ở đây chừng đây khỏe tới 5 đó. Như cực 10 trên đây, dưới đây được 5 là khỏe hơn. Ở dưới chị Dứa là chầm thủy ha. Nước chầm thủy. Ở đây thủy mà không có chầm. Hôm qua đi mất mưa nguyên ngày luôn. Rồi dài mất mưa. Tôi xuống đây rồi. Đi Trà Vinh lần nào chưa? Chưa, hồi đó giờ chưa đi Trà Vinh. Có nghe tiếng thôi chứ chưa đi tới, hôm nay mới đi tới. Mà thấy Trà Vinh xa không? Gần hơn Cà Mau nhiều, nửa đường. Nửa đường. Cà Mau đi tới 250 cây, ở đây mới có 130. Ở đây là huyện Càng Long của Trà Vinh đó cô bác anh chị. Nó cũng gần giáp với lại cái huyện Măng Thích của Vĩnh Long. Nó cũng không có xa lắm, qua Vĩnh Long thì chạy vài chục cây, 50 cây nữa là tới rồi. Làm ở đây so với làm ở nhà chắc nó cực hơn nhiều đúng không? Thì hơi cực hơn. Cực chỗ nào, chia sẻ nghe chơi coi. Cực cái nhưng mình ở nhà thì đào đất thì có người đào. Mình chỉ vô biết xây tô thôi mà. Còn xuống đây thì vừa bao gồm hết đào đất vừa làm luôn. Vậy là ở nhà người ta nói luôn đi chiều về còn có vợ có con. Ở đây đi xa là vắng cái đó. Đó mình né đi, né thôi chút đi. Vậy là ở nhà thì ai phụ thì có người đào. Còn thợ thì chỉ việc lo việc đào xong thì anh chỉ việc lo việc xe tô thôi. Đúng. Ở đây là anh vừa làm thợ vừa làm phụ luôn. Phụ luôn. À, nên hành thử là nó hơi vất vả đi xíu. Anh Hợp có trả tiền thêm không? Cái chuyện đó là hồi sau mình tính. Hồi sau mình tính. À. Nhìn đẹp trai vậy chứ có cháu ngoại rồi. Có cháu ngoại là mấy tuổi anh Hùng? 3 tuổi rồi. Yeah. Cũng con gái con cũng lớn ha, con gái cũng lớn ha. 26 tuổi. Dạ. Anh năm nay nhiêu anh Hùng? 50 rồi. 50 hả? Nhìn đẹp trai dữ vậy. Mới nửa trăm hả? Sống đủ 100 tuổi được rồi ha. Thôi 70-80 đi được rồi. Thì tới 100. Trăm thành tinh à. Em hỏi làm mấy cái công trình mà nhà mà kiểu thiện nguyện như thế này anh thấy vui không? Chung thì trước hết thì bà con cô bác ở xa ủng hộ cho cô Út được gì thì cũng là quá quý. Ừ. Thì mình nói chung mình ra cái công mình làm. Ừ. Giúp được những người gì thì mình nên cố gắng mình giúp. Thấy hoàn cảnh của cô Út anh thấy như thế nào? Thấy sống mà một mình mà nuôi tới 3-4 đứa cháu thì thấy cũng vất vả. Tuổi đó tuổi 60 tuổi thì cái tuổi đó để mình cho con cháu nó lo. Ừ. Hưởng thụ rồi nhưng mà giờ thật sự không hưởng thụ được, mình đi buôn sinh tốn ngày để nuôi con cháu. Ừ. Vì con cháu nó quá nhỏ.
Đó, thì nhờ bà con cô bác gần xa giúp đỡ được gì thì cũng mang ơn cho cho cô Út. Anh có cháu có con thì con cháu của mình đi học á, thì cho đi học, nhưng khi làm ép nó đi học nó còn không muốn đi học nữa. Đúng rồi. Mà đây cháu của cô Út ở đây á, là không đi học mà biết chữ, anh có bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn. Phải nói là cũng có sự cố gắng lắm đúng không anh? Đúng. Anh Hùng, đó cũng là cái duyên của những đứa cháu vậy. Anh thấy anh phục không? Cho em phục. Thấy em phục lắm á. Đúng rồi, có những đứa thì con cháu của mình đây nè, dạy cho đi học mà về không biết chữ tí mà con không biết. Còn những đứa mà không học mà biết là đó là cái duyên số của nó. Anh thấy lại thêm mấy đứa bé gái nó lớn như vậy, nó không có nhà vệ sinh, anh thấy như sao? Thấy nó bất tiện, quá bất tiện. Bởi vì nhưng mình đừng ông trai á, thì có thể mình đi ngoài đồ được. Còn như nữ thì nó từ từ, nó gái nó lớn lên rồi mà đi vậy thì nó quá bất tiện. Bà con cô bác giúp được như vậy thì rất là mang ơn bà con cô bác cho mấy cháu với cốt. Rồi em cảm ơn anh này, thì cũng thay mặt cho cô Út cũng như quý mạnh thường quân cảm ơn anh đã cất công lặn lội đường xá xa xôi để mà xuống đây để cùng với em để chung tay hỗ trợ nhau cho cô Út có một cái ngôi nhà mà ít ra thì nó cũng ấm cúng hơn những cái ngôi nhà trước đây. Phải trước đây không phải là ngôi nhà nó tạm bợ hôm qua mà dở mà leo lên cái ghế đó mà leo lên lớn leo lên mà thấy muốn cấy không. Hôm qua là lá và cái đống cây thì anh dẹp vô đây, dẹp nè, đúng đây không nè, cây nè một nè quý bà con cô bác. Hôm qua thì dở có cực không anh? Chúng mình cũng không có cực gì mấy. Hôm qua thì anh Hùng và anh Lớn cả nhà tranh thủ đi trước mình cho nên xuống đây thì hai người tại vì cũng nôn lắm rồi vô cái hai người dở cái căn nhà luôn nè. Nó bụi bặm dữ lắm hả? Rồi những cái mục đồ gì á, lá nhà nè nó rớt xuống bụi, phải bụi dở nhà phải bụi rồi. Sao không bụi được? Những cái lá nhà nó mục nè, rồi những cái cây đồ gì mục cũng nguy hiểm ha. Cái vấn đề nhà cũ nó siêu dẻo quá, dở có gặp cái khó khăn gì không anh? Cũng không có khăn gì mấy, bởi vì mình dở thì mình dở cũng lấy từ từ cho lấy xuống. Rồi thôi anh làm nhà đi có hai trụ bê tông nó gánh là được. Ngày hôm nay bà không có đi bán hả bà? Dạ, bán hết chưa? Dạ còn. Còn nhiêu tờ nữa? Còn ba mấy tờ. Sao bà về sớm á? Dạ cũng chạy tới chị luôn vậy. Dạ. Hôm qua ngủ được không? Mình quá ngủ không được, ngủ cứ sạch trời. Dạ. Rồi Tiết với lại Tuyền đúng không? Dạ. Rồi hai con ngủ được không? Được hả? Dạ. Mà vui không? Dạ vui. Vui sao, nói chú nghe với. Vui được có nhà ở. Con cũng có vui được có nhà ở. Là Tuyền, Tiết là với bà ngoại đều vui hết đúng không? Ai cũng thấy gương, bữa nay gương mặt ai cũng hớn hở. Rồi anh hai đâu rồi? Dạ, con đi cắt đồ cái với mẹ con. À, anh đi làm rồi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi anh mấy ngày nay có đi mò cua bắt ốc gì nữa không? Dạ không, tại đi làm với mẹ con rồi nó có mò. Rồi Tiền có gì nói cho chú nghe với. Sao bây giờ con cảm thấy như thế nào? Vậy hả? Hôm nay con có đi học không? Dạ có. Có hả? Ủa sao nay đi học về sớm vậy? Dạ không, không có đi học. Bữa nay nó nghe mấy chú lại, nó mừng quá, nó nghỉ một bữa. Cái hôm nay khởi công ngôi nhà mới thì mừng quá, không đi học luôn hả Tiền? Thì mấy chú Mấy chú đến đây đó, khi mà mấy chú về rồi đó thì Tiền có cái cách suy nghĩ như thế nào là và là có cái nguyện vọng là một ngày nào gần nhất là mấy chú sẽ trở lại đây không? Con có. Rồi nằm hàng đêm là nguyện vọng hả? Dạ. Như thế nào đâu kể chú nghe coi. Và con nghĩ là mấy chú tới có thêm đợt nữa. Có thêm đợt nữa? Dạ. Trời ơi. Hôm nay nhà mình ăn cơm với gì? Dạ, ăn cơm với cá với trứng. Cá đâu có. Ngoại mua nhiêu tiền Tuyền? Ngoại mua bao nhiêu tiền? Nói đi. Con không biết.
Tiết thì vừa qua chú nghe nói là con đi mò cua bắt ốc gì có không? Dạ không, con ở nhà chăm em á. Còn anh hai đi hả? Dạ. Ừ, con chỉ ở nhà chăm em rồi em buổi sáng đi học. Dạ. Rồi học ngày mấy buổi? Dạ hai. Hai buổi, rồi con đưa đến trường hay là em tự đi? Dạ con. Con đưa luôn. Dạ. Rồi chờ tới chừng nào em về cái con rước. Dạ. Ừ. Và hôm nay thì thấy mấy chú đến đây rồi sao mà khóa chỗ của mình quá, đào đất đào ấy tùm lum kìa. Con suy nghĩ sao? Dạ con thấy sao đây chú làm nhà. Sao? Tại tại chú nói cho vui, nhưng mà thấy mấy chú này đào cũng vui đúng không? Dạ. Vui là vui sao? Vui được có nhà. Giờ để cho mấy chú mới ăn món gì? Dạ. Để cho mấy chú đó ăn món gì? Biết chứ cắt nhà phải đãi cho mấy chú đó ăn chứ. Con không biết nữa. Con không biết nữa. Thấy mấy chú đó làm có nhiệt tình không? Có. Buổi sáng là mấy chú thấy tranh thủ đó. Tại vì trong cái cuộc sống mà bà ngoại nè, rồi hai đứa cháu nữa nè, không có chỗ nơi ở này nọ, mưa gió nữa nè, cặn kề một bên nè. Cho nên mấy chú cũng rất là tranh thủ đó, buổi sáng phải chạy lại đây để mà đào sớm nữa nè. Chú muốn hỏi vậy nè, vài ngày tới nữa thôi, thì mình không có còn tình trạng là tắm ở trong mưa, cũng không có tình trạng là phải đi vệ sinh, đi nặng ở trong cái bọc nữa. Thì cái cảm giác mình chắc nó vui lắm đúng không? Bà ngoại, cái cảm giác bà ngoại sao? Con hỏi thiệt nè, bà bán vé số, bà thấy cháu gái của mình lớn như vậy nè, rồi lại đi vệ sinh, rồi tắm rửa nó rất khó khăn như vậy á, có bao giờ bà nghĩ rằng là mình kiếm cái cách nào mình hỏi mượn tiền ai để mình xây cái nhà vệ sinh không? Sao vậy bà? Nhưng mà cháu gái của mình nó lớn, càng ngày nó càng lớn, mà vậy thì mình thấy thương cháu của mình quá. Phải dòm trước dòm xa rồi mình không đi, chứ bây giờ mình mượn thì không ai cho mượn đâu. Ví dụ như mượn lặt lèo cái ao cũng có vậy, cho mượn chút đỉnh thôi, chứ còn mượn mà để xây nhà tắm hay là xây vệ sinh rồi là nói hồi bà khóc nữa. Hôm qua thì bà có cúng trái cây đồ hết đúng không? Dạ, dạ. Mua hết nhiêu tiền? Hôm qua có trông ngóng tụi con xuống dữ không? Hôm qua đi bị mấy anh thợ đồ đi bị mất mưa. Hôm nay các anh thợ cũng đã đến làm rồi. Và khoảng một tuần lễ nữa thôi mình sẽ có ngôi nhà mới. Chắc chắn là như vậy. Thì nó sẽ thay thế ngôi nhà một nát cũ kỹ cũng như là cái tình trạng đi vệ sinh của mình. Thì con chúc mừng bà. Bây giờ bà với lại các cháu có lời nào nói với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn đến các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, với anh là ông bà cô bác anh chị em, với các em YouTube ở đây cũng là một cái cầu nối để được có cái căn nhà ở yên ổn ấm cúng hơn. Tôi không biết lời gì để tôi nói, tôi cũng biết là cảm ơn thôi. Với lại tình thương của mọi người dành cho gia đình tôi thật là sâu sắc, tôi không biết nói gì nữa. Rồi, tới bé Tuyền nói đi. Dạ, con cảm ơn mấy chú xây nhà cho con ở. Mạnh Thường Quân, mấy cô, mấy bác, mấy nè. Chứ con cảm ơn mấy chú Mạnh Thường Quân xây để giúp nhà. Nói lớn lên con. Ừ. Rồi. Rồi, tiếp theo bé Tuyết. Dạ, con cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp cho con có ngôi nhà để ở, chú mưa, chú nắng. Con cảm ơn mấy ông, mấy bà, cô bác, quý vị. Ngoan quá, không được đi học mà ngoan vậy là rất là vui luôn. Và đặc biệt nói chuyện rất là chân tình ha. Cũng không, bây giờ xây ngôi nhà là chơi tường hay là tôn? Dạ tường mát lắm, phải tôn đi chút. Dạ hả? Dạ. Ba. Xây ta ở vậy này, chứ tường thì nhiều lắm. Dạ hả? Quý lắm. Quý lắm à. Ở nhà to vậy là cũng quý lắm rồi. Cắt lên lầu đi. Hả? Lên lầu đi. Lên lầu
Chồng luôn đó. Rồi thôi nó chơi cắt ton như nguyện vọng của mấy bà cháu. Và cũng cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân. Chắc bây giờ qua gặp anh Hợp tí xíu nữa ha. Bữa nay đội non lá đẹp dưới trời. Bắt dương chiều nay mặt tư đem vô hả? Ờ chiều vô. Dạ thì cái gì à? Kiến hả? Một kiến lửa hay vậy ta? Kiến quá kiến ơi. Nhưng mà kiến cái nền này nó cứng ha. Cái móng này nó cứng lắm. Nó không bị sợ sụt lún đúng không? À, bây giờ như thế này, anh Vũ chắc vài ngày nữa mới xuống làm đúng không? Thì trước mắt thì sáng nay em nghe anh nói là gọi cái kêu cái vật tư đó thì em cũng thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân gửi cho anh trước là 30 triệu đi ha. Tạm ứng trước 30 triệu. Dạ, thì bên anh, phần anh là 50 triệu đúng không? Chưa kể phần lo phong. À, bây giờ anh điếm giùm em, sáng nay em mới rút coi có mắc tờ nào không? Em cầm chưa? Đủ. Đủ là bao nhiêu? 60 tờ. Có mất tờ nào không? À, đủ. Không à. Vậy là như vậy là Bùi Hồ cũng thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân trước mắt là gửi cho anh Hợp 30 triệu. Để mà anh có thể gọi vật tư chiều nay, vật tư trở lại đến đây để mình anh tiến hành cái công việc là xây bố nền nữa. Thì cảm ơn anh rất là nhiều ha, anh Hợp ha. Đã cắt công lần nội đường xá xa xôi ở đây đồng hành với tụi em để mà làm những cái ngôi nhà tình thương cho cô chú anh chị như thế này. Nói chung là không có anh thì việc thợ thầy thì cũng rất là khó. Tại ở thợ thầy thì ở đâu cũng có. Tuy nhiên mà để mà có một cái niềm tin với nhau rồi xây cho nó chắc chắn và mình không cần phải coi về cái độ gọi là cứng cáp hay là bê tông hay như thế nào. Tại vì khi mà anh Hợp đã xây rồi đó thì những cái ngôi nhà trước đây từ nhà Út Nhất nè, nhà của anh Tú nè, nhà của chị Dứa nè, thì cô bác anh chị nói là cái anh thợ này anh làm rất là có tâm. Và Bùi Hồ và anh Một Đồng như Út Cùng Tháp cũng đã xem qua những cái công trình mà anh làm cực kỳ kiên cố luôn cô bác anh chị. Ở đây không có quảng cáo gì cho anh hết á. Tại vì anh bây giờ hiện nay cũng khá là nhiều công việc, là vợ một công trình, là chồng một công trình. Anh nữ là nó hơi bị gặp, nhưng mà anh vẫn nhín thời gian để mà đi xuống đây. Nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều. Và rất là nhiều cô bác của anh chị có xin số điện thoại của anh Hợp để mà xây nhà ở những cái nơi khác á. Thì anh Hợp có thể đọc cái số điện thoại cho cô bác của anh chị biết được luôn ha. Không, giờ cảm ơn cũng Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho mấy bà cháu ở đây. Ừ. Với cảm ơn mà Bùi Hồ với dạ. Một Đồng Út Cùng Tháp dạ. Có tạo có điều kiện cho việc làm cho mấy chúng mình dạ. Cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ cũng cảm ơn anh luôn. Nói chung là khoảng xây khoảng bao lâu xong ta? Chắc từng lấy trở lại. Từng lấy trở lại hả? Ừ, bên hồ hết. Anh là khoảng bao nhiêu ngày? Thì bên hết luôn hai bên. Dạ hả? Ừ. Hai bên là khoảng 17 ngày trở lại hả? Cũng mau ha. Mấy anh thợ này ảnh làm gì đâu mà ảnh không biết ổng có cũng cúp công lao động của mấy ông này không, làm mà từ 7 giờ sáng cho đến gần 6 giờ rồi. Mấy anh này đi xa anh nhớ vợ anh lạnh lắm. Ừ. Vậy là anh còn anh sao cũng nhớ. Anh Hợp, anh có thể công bố số điện thoại anh được không anh Hợp? Thôi đi, mình sao quá khi mình không có nhận thì nó kỳ đúng không? Chỉ làm theo những cái ngôi nhà tình thương như thế này thì cực công đúng không? Có Bùi Hồ với Một Đồng với Ông Tháp đi đâu đi theo đó, lạ cũng không đi không, là không nhận ha. Ừ. Có nghĩa là ở xa như thế này á, anh chỉ hỗ trợ các nhà những ngôi nhà tình thương thôi chứ làm 54 từng lấy chứ lâu quá nhà không có được quyền làm. Đó thì cũng cô bác anh chị cũng hiểu thêm ha, những ngôi nhà tình thương thì anh Hợp anh mới đi như thế này thôi, lâu quá đi vắng nhà tùm lum chị nhà. Vậy là hiểu rồi ha. Vậy thôi thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, quý Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho hoàn cảnh của bà cụ cùng ba cháu nó riêng và những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại chiều nay thì các anh em sẽ cập nhật tình hình ngôi nhà để các anh bó nền nó như thế nào, để cho nó hình dáng ngôi nhà nó như thế nào cho cô bác quý anh chị biết luôn ha. Còn thôi bây giờ để cho các anh làm
Để thôi nói hoài, hơn tần lễ nhớ vợ nữa.